Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện vượt ngục cùng với mật mã đen trắng. Trái ngược với video vượt ngục lần trước không gây ra vụ thương vong nào, thì đây là vụ gây ra cái chết hàng loạt cho người dân vô tội nhiều nhất. Địa điểm diễn ra vụ vượt ngục là nhà tù ở bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Nhà tù này được xây dựng vào năm 1908 với cái tên gọi là McAllister. Đây là một nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm và rất bạo lực. Vào năm 1973, do quá tải, nhà tù này đã xảy ra một vụ nổi loạn của các tù nhân. Đây được coi là vụ nổi loạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử của các nhà tù Hoa Kỳ. Một năm sau, nhà tù có một cuộc cải tạo quy mô lớn. Đồng thời giảm số lượng tù nhân, hệ thống an ninh cũng được nâng cấp. Các tù nhân còn lại đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Trong số đó có một tù nhân tên là Claude Eugene Dennis, 36 tuổi. Hắn ta từng là một cựu binh chiến tranh Việt Nam mới xuất ngũ không lâu. Tuy nhiên, hắn cũng là một tên sát nhân lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn ta bị kết án 100 năm tù vì tội giết chết 3 người. Bản thân hắn ta luôn khẳng định mình bị oan trong vụ án giết người đầu tiên, nhưng lại không kêu oan trong hai vụ sau nên mới bị kết án 100 năm tù. Mọi người vẫn nghĩ rằng cái kết của án này là quá nhẹ nhàng, nhưng hắn ta không cảm thấy như vậy. Trong lòng của Dennis không phục với những bản án và luôn suy nghĩ về việc trả thù những người đã đẩy mình vào tù. Vì vậy, để có thể phục thù, hắn ta chỉ còn cách vượt ngục. Nhưng để thành công trong việc trốn thoát, Dennis cần một đồng phạm. Michael Charles Lancaster, 26 tuổi, là lựa chọn tốt nhất. Michael bị kết án 25 năm tù vì cướp giật có sử dụng súng. Hắn ta ít nói nhưng khả năng sử dụng súng lại rất giỏi. Và trước đó, Michael đã trốn khỏi một nhà tù khác thành công. Vì vậy, kinh nghiệm về việc vượt ngục của hắn ta rất phong phú. Ngoài ra, Michael đã có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy của nhà tù. Hắn ta có thể đánh cắp các dụng cụ bên trong khu lao động và hắn ta cũng đã từng làm trong hệ thống ngầm bỏ hoang của nhà tù. Đó là những hầm ngầm được đào trong thời kỳ chiến tranh và không được lấp lại khi xây dựng nhà tù. Nó được sử dụng trong một hệ thống ống dẫn, ví dụ như hơi nước, nước sạch và các nước thải đều chảy qua đó. Hầm ngầm này giống như một mê cung, nếu không thuộc đường, dễ dàng bị lạc ở trong đó. Dennis và Michael lên kế hoạch cùng nhau. Chúng sẽ sử dụng công cụ đã ăn cắp sau đó đi vào hệ thống hầm ngầm, tìm đường qua hai hàng rào thép gai, chạy ra ngoài và thực hiện kế hoạch sau khi vượt ngục thành công. Không lâu sau đó, bọn chúng bắt đầu kế hoạch trả thù. Vào ngày 23 tháng 4 năm 1978, sau 5 tháng chuẩn bị, cuối cùng cũng đến lúc vượt ngục. Để bắt đầu, Dennis và Michael đánh cắp một cây xà cầy và một cái cưa thép trong khu lao động. Sau đó lợi dụng lúc các nhân viên giam giữ không để ý, chúng lén lút đến khu vực đã thống nhất từ trước, tìm lối vào hầm ngầm dưới lòng đất và sử dụng xà cầy để mở nắp cống. Sau đó, cả hai đã chui xuống đó, chúng nhanh chóng đi qua hệ thống ống thoát nước thải và bắt đầu tìm lối thoát ra bên trong. Sau khi phá được một bức tường, cuối cùng bọn chúng đã tìm thấy lối đi có thể vượt qua hai hàng rào thép gai. Tuy nhiên, nơi đó có một hàng rào sắt chắn ngang. Chúng đã lấy cưa thép ra và cưa nhịp nhàng. Sau nửa giờ, cuối cùng chúng đã mở được cửa và dễ dàng tẩu thoát ra ngoài. Sau đó, Dennis và Michael cởi bỏ chiếc áo đẫm mồ hôi vứt đi để tránh bị chó săn cảnh sát đuổi theo giấu mùi cơ thể của chúng. Kế hoạch giết người hàng loạt của hai tên tù nhân bắt đầu một cách nhanh chóng. Sau khi một loạt tin tức về vụ vượt ngục của hai tên tội phạm được đưa ra vào tháng 4, người dân địa phương trở nên hoang mang và lo lắng. Cuối cùng, một tên sát nhân và một tên cướp đã trốn thoát khỏi nhà tù. Lực lượng cảnh sát triển khai một cuộc truy bắt quy mô lớn nhằm bắt giữ cả hai tên tội phạm nhưng không có kết quả. Trong khi đó, Dennis và Michael sau khi trốn thoát cần phải tìm vũ khí để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Điều này dễ dàng ở Mỹ vì nhiều người có súng trong nhà, họ chỉ cần cướp đoạt một khẩu súng là đủ. Lúc ấy, khi chúng biết một ngôi nhà của một quan chức trong nhà tù nằm gần đó, chúng đã đột nhập vào bên trong ngôi nhà. Khi cả hai tiến vào, chỉ có vợ và con gái quan chức trong nhà. Ở đó, chúng đã tìm ra một khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục và một khẩu súng lục tự động. Sau đó, cả hai còn lấy một chiếc xe của họ và đi đến địa điểm tiếp theo. Ngày 29 tháng 4 năm 1978, chính là 6 ngày sau kế hoạch, chúng đã đến được tiểu bang Texas. Và từ đó, một kế hoạch giết người tàn bạo đã bắt đầu. Đầu tiên, tại Farmersville, Texas, chúng đã giết một người đàn ông 26 tuổi và cướp đi chiếc xe của anh ta. Ngày 2 tháng 5, tại một trạm xăng ở Garland, Texas, chúng đã giết một người nữa và cướp đi toàn bộ tài sản. Ngày 3 tháng 5, tại Hempstead, Texas, họ đã giết một linh mục đang câu cá bên sông. Ban đầu, ý định của Dennis và Michael chỉ để trả thù, nhưng sau đó, chúng bắt đầu giết người một cách vô lý. Điều này đã gây ra sự hoảng sợ lớn trong cộng đồng của toàn bộ người dân Texas. Ngày 10 tháng 5, tại một cửa hàng tiện lợi, chúng đã ám sát một chủ cửa hàng và cướp tiền. Sau đó bắt cóc vợ anh ta là Roretta, 22 tuổi.
chúng giam cầm người phụ nữ tội nghiệp này tại một địa điểm khác và hành hạ cô ấy trong nhiều ngày. Sau khi chuyển sang địa điểm, chúng đã thả Loretta ra và may mắn cô ấy đã không bị sát hại. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng cả hai đã biến mất không còn dấu vết. Hành động này của chúng nhằm chế giễu lực lượng cảnh sát. Cảnh sát ở Texas và Oklahoma đã bị chúng chọc cho tức điên. Đối diện với áp lực lớn từ cộng đồng và phương tiện truyền thông, họ đã sử dụng tất cả lực lượng để truy bắt hai tên tù nhân này. Nhưng khu rừng nơi đây khá rậm rạp và sau vài ngày truy tìm, không có sự tiến triển nào. Lực lượng cảnh sát rơi vào tình thế bế tắc, họ đã dừng lại trong cuộc truy bắt. Tuy nhiên, Dennis và Michael không có ý định dừng lại. Vào ngày 16 tháng 5, chúng đã vượt qua biên giới tiểu bang và đến Butler, tiểu bang Alabama. Khi một cảnh sát tuần tra cố gắng ngăn chặn bọn chúng, cả hai đã nổ súng vào anh ta và sau đó tẩu thoát. May mắn thay, viên cảnh sát đã được cứu chữa kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 21 tháng 5, họ đã đến Chuba Sale, Alabama. Một người phụ nữ 68 tuổi đã bị chết do bị cả hai đâm vào cổ. Sau đó, chúng trở về Oklahoma, nơi Dennis và Michael bị giam giữ. Tại đây, một khu vực gần đó có một chủ trang trại và một công nhân đang làm việc. Khi thấy con chó của họ đứng trước một căn nhà và liên tục sủa inh ỏi. Vì vậy, chủ trang trại đã đi đến kiểm tra và phát hiện hai tên tù nhân đang ẩn nấp bên trong. Ông ta hoảng sợ vì trước đó ông đã nghe tin tức về hai tên vượt ngục này. Ông nghĩ rằng chắc chắn sẽ không sống sót sau hôm nay. Tuy nhiên, một điều bất ngờ xảy ra, Dennis không có ý định giết ông ta. Nguyên nhân là 3 hoặc 4 năm trước, Dennis từng đột nhập vào mảnh đất trang trại của ông ta để săn bắt. Chủ trang trại không đuổi hắn ta đi, mà ngược lại ông ta còn cho phép Dennis ở lại. Điều này làm hắn ta cảm thấy rất ấm lòng. Hắn ta nói rằng, ông là một người tốt, một người đàn ông của gia đình. Tôi sẽ không giết ông, nhưng tôi biết sau khi chúng tôi đi, ông chắc chắn báo cảnh sát. Vì vậy, tốt hơn là tôi sẽ trói ông lại cho đến khi chúng tôi đi xa khỏi đây. Cảnh sát sẽ tự cởi trói cho ông một cách dễ dàng. Để tránh cho chủ trang trại không thoải mái khi nằm trên mặt đất, hắn ta thậm chí còn lấy một cái gối để ông ta nằm. Dennis còn nói rằng, tôi hy vọng ông sẽ nói cho cảnh sát và những người khác biết rằng chúng tôi sẽ không dừng lại. Xin hãy nói cho vợ con tôi biết, tôi xin lỗi vì để tình trạng xảy ra như vậy, nhưng tôi bị oan uổng. Tôi bị các cơ quan thực thi hành pháp luật kết án oan, vì vậy tôi sẽ tìm và giết từng người một trong số họ. Trước khi rời đi, Dennis đã lấy chiếc chìa khóa xe bán tải của chủ trang trại. Anh ta nói, cho mượn cái xe của ông một chút, tôi sẽ trân trọng nó. Sau này khi bị cảnh sát phát hiện, ông vẫn có thể lấy lại chiếc xe. Nhưng tôi sẽ không còn sống sót để quay trở lại. Chúng tôi sẽ cố gắng giết từng người thực thi pháp luật càng nhiều càng tốt. Sau đó cả hai lên xe rời đi. Quả đúng như lời Dennis nói, dây thừng buộc rất lỏng. Chưa đầy 5 phút, ông ta đã cởi được trói và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhận được cuộc gọi và một lần nữa triển khai cuộc truy lùng quy mô lớn đối với cả hai tù nhân. Lần này, Dennis và Michael không chạy trốn nữa. Chúng quyết định đối đầu với cảnh sát. Trên đường chúng gặp hai cảnh sát tuần tra và ngay lập tức dùng súng bắn vào họ. Một cảnh sát đã bị bắn vào đầu và tử vong sau đó. Trong khi đó, đồng đội còn lại của anh ta nhanh chóng gửi lời cầu cứu qua bộ đàm. Nhưng cảnh sát này chưa nói được nhiều bởi vì Dennis đã đến gần chiếc xe cảnh sát và giết anh ta trực tiếp. Trong quá trình truy đuổi, hai kẻ vượt ngục đã xông vào một ngôi nhà dân ẩn nấp. Cảnh sát ngay lập tức bao vây ngôi nhà. Cả hai bên đã xảy ra cuộc đấu súng quyết liệt. Một cảnh sát khác đã bị bắn trúng và tử vong ngay tại chỗ. Lúc này, Dennis và Michael không có ý định bị bắt sống nên chúng chống trả rất quyết liệt. Tuy nhiên, trong cuộc đấu súng khốc liệt, Michael đã bị bắn trúng. Dennis tức giận cầm súng và lao ra bắn liên tiếp về phía cảnh sát. Nhưng điều này tương đương với việc tự sát và hắn ta cũng nhanh chóng bị trúng đạn. Vài phút sau 34 ngày trốn thoát khỏi nhà tù, cả hai tù nhân đã ngừng thở. Vụ vượt ngục gây chấn động cả nước Mỹ cuối cùng đã khép lại với một kết thúc thảm khốc. Cướp đi mạng sống của 5 người dân, 3 cảnh sát, 2 tù nhân và nhiều người bị thương. Hai tên tội phạm này sau khi vượt ngục không mang lại lợi ích gì cho xã hội mà chỉ mang đến đau khổ cho người khác. Bất kể chúng có lý do, mục đích gì, việc tùy ý gây thương vong cho người vô tội không xứng đáng được tha thứ. Bạn có muốn những người như vậy thành công trong việc vượt ngục hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Chúng ta đã cùng nhau kết thúc vụ vượt ngục kỳ này. Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh để chúng tôi chia sẻ thêm nhiều câu chuyện khác thực sự hấp dẫn hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.